Đúng chỗ em rồi này. Giờ đón đi nào. Alo anh ơi. Mày. Mẹ mày hồn thế đi mẹ. Đi còn mẹ mày rồi. Đây này, đây mà. Giữ tiền đi. Vãi lộn, vãi cả đái. Vãi lộn thế. Nuôi ông mới cầm mấy cục. Anh nhìn thấy không? Thì mẹ 100 triệu đấy. Về nhà lôi đi. Mẹ, nhà đấy hết đồng còn làm được. Nhà hết rồi nhưng mà đồng thì đéo biết nó chạy vào chỗ nào với cánh đồng này. Đuổi nó đéo được. Đó. Có thể nó nấp ở đâu đó mà nhớ thấy đâu nhớ nấp nấp nhà nào. Vào trong này nó nấp kiểu gì? Chịu rồi. Sao mình đéo nghĩ ra là nó chạy vào đây nhỉ? Mẹ chặn đầu chặn cái lưới rồi mà sao? Đéo nghĩ ra nó chạy vào đây.